quân đội Nga phá vỡ tuyến phòng thủ phía ngoài, ồ ạt tiến vào Chasovka. Nga có thể đã tiến đến thành trì quan trọng phía tây Bakhmut. Ukraine ồ ạt tấn công hàng loạt căn cứ không quân Nga ở nhiều nơi cùng lúc. Nga tung đòn tấn công đáp trả nỗ lực của Ukraine nhằm phá hủy các cơ sở năng lượng và dầu khí. Kính chào quý vị và các bạn. Thùy Trang rất vui khi được gửi đến quý vị những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua đang có nhiều diễn biến mới căng thẳng. Theo kênh Military Summary đưa tin, ngày 5 tháng 4, quân đội Nga đã thực hiện một nỗ lực táo bạo nhằm tấn công Chasovka. Nhờ đó họ đã tiến vào được vùng ngoại ô phía đông của thành phố. Lực lượng Ukraine đang gấp rút chuyển quân dự bị để chấn giữ tuyến phòng thủ. Những ngày quyết định đã đến. Kênh SGS cho biết chiến dịch giành quyền kiểm soát Chasovka đang được Moscow giáo diết tiến hành. Tại phía nam của tiểu khu Kanan, quân đội Nga đang di chuyển xuyên qua khu rừng. Ngay trong tiểu khu cũng xảy ra đọ súng trong những tòa nhà cao tầng. Như vậy là quân đội Nga đã tiến vào đô thị. Điều đó đồng nghĩa với việc lực lượng của họ đánh vỗ mặt thẳng vào trung tâm chứ không đi đường vòng. Bên cạnh đó, tại đông bắc, lực lượng Moscow đã đạt được tiến bộ đáng kể ở Bodanovka, đồng thời cũng dọn sạch khu vực rừng phía đông bắc tiểu khu Kanan. Kênh Suryak Map xác nhận giao tranh đang diễn ra tại những tòa nhà cao tầng đầu tiên của tiểu quận Kanan sau khi quân đội Nga kiểm soát được một số ngôi nhà đầu tiên ở rìa phía đông. Ngoài ra, lực lượng Nga còn tiến từ tuyến đường sắt về phía khu rừng và Bodanivka, nắm quyền kiểm soát nhiều vị trí mới. Trong khi đó, trận chiến với quân đội Ukraine đã chuyển sang vùng ngoại ô phía tây của Ivanovsky. Bước tiến của lực lượng Moscow ở cứ điểm chiến lược này có thể diễn ra như sau. Thứ nhất, về địa lý, Chasovka nằm trên địa hình cao, ranh giới phức tạp, giao nhau bởi kênh Severodonetsk, Donbass và đường cao tốc O-0506. Có nhiều khu rừng và vùng nước, chủ yếu là nhà thấp tầng, nhưng cũng có một số khu công nghiệp và doanh nghiệp lớn thích hợp để phòng thủ. Thứ hai, về chiến thuật, hướng tấn công chính của quân đội Nga có thể là từ vùng ngoại ô phía đông và đông bắc về phía tiểu quận Kanan và nhà máy sửa chữa Chasovka. Kanan có tầm quan trọng chiến lược do vị trí của nó ở tả ngạn kênh đào, có khả năng ngăn chặn lực lượng Moscow vượt qua tuyến phòng thủ quan trọng của Ukraine. Thứ ba, về mục tiêu, Nga có thể nhằm mục đích giành quyền kiểm soát loạt khu vực trọng điểm như mỏ Severny và tiến từ bắc xuống nam về phía ga xe lửa Chasovka, vòng qua và phong tỏa nhà máy vật liệu chịu lửa. Thứ tư, chuẩn bị phòng thủ. Hệ thống phòng thủ của Ukraine nơi đây có thể kém hơn so với Bakhmut, Artemov và Avdiivka, cho thấy khả năng Kiev cần một kế hoạch dự phòng nếu lực lượng của họ bị thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, do nó có vai trò chiến lược là lá chắn cho chuỗi đại đô thị Slovyan Kramatorsk ở phía sau, có thể Ukraine tăng thêm quân tiếp viện để giữ bằng mọi giá. Nhìn chung, kết quả sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như hiệu quả chiến thuật của Nga, khả năng phòng thủ của Ukraine và lực lượng tiếp viện tiềm năng. Kênh Suryak Map đưa tin, ở phía tây Avdiivka, quân đội Nga đạt được những tiến bộ tối thiểu ở phần phía nam của Semenivka. Trong khi đó, lực lượng Nga cũng đã đạt được những bước tiến nhỏ về phía tây Vodiane. Theo kênh Military Summary, Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo rằng làng Vodiane đã được kiểm soát hoàn toàn. Ngoài ra, ở làng Semenivka gần đó, lực lượng Moscow tiến dọc theo đường Tesen-Chanaya, giao tranh giành vị trí vẫn tiếp tục. Về phía Ukraine, Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 5 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tại mặt trận, 72 cuộc đụng độ đã được ghi nhận trong ngày. Tổng cộng Nga đã phóng 10 tên lửa, thực hiện 67 đợt không kích và 97 tên lửa tấn công từ hệ thống pháo, tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công của đối phương ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk-Marinka, Orekhov-Zaporizhia. Ở hướng Kupiansk, Nga không tiến hành hoạt động tấn công, trong khi trên hướng Kherson, đối phương không từ bỏ ý định đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnipro khi tổ chức tới 14 cuộc tấn công bất thành. Báo cáo có đoạn, trong ngày, máy bay Ukraine đã tiến hành không kích vào 9 khu vực tập trung quân và một hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng một điểm kiểm soát, hai hệ thống phòng không, một khẩu pháo, một điểm điều khiển UAV và hai khu vực tập trung vũ khí trang bị của đối phương. Ngày 5 tháng 4, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy miền đông Ukraine, ông Andriy Zadubiny cho biết quân đội Nga đang tập trung nỗ lực gần Chasovka, nơi mà họ coi là rất quan trọng để tiến sâu hơn tới Konstantinivka, Kramatorsk và Slovyan. Ông Zadubiny kêu gọi không tin vào những tuyên bố của Nga và khẳng định tình hình ở đó rất khó khăn, giao tranh vẫn tiếp diễn nhưng quân đội Nga chưa có mặt ở đó. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, Nga tuyên bố hôm 5 tháng 4 rằng lực lượng của họ được cho là đã tiến tới vùng ngoại ô Chasovka. Ngày 5 tháng 4, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng, ông Jan Gagin cho biết
lực lượng Nga đã tiến đến ngoại ô Chasovia, trung tâm hậu cần và thành trì quan trọng do Ukraine kiểm soát ở Tây Bakhmut. Ông Gagin nói, vị trí của chúng tôi hiện cách Chasovia khoảng 500 mét. Về cơ bản, lực lượng Nga đã có mặt tại khu vực ngoại ô thành phố. Chasovia nằm cách Bakhmut khoảng 10 km về phía Tây, từng là trung tâm hậu cần trọng yếu của lực lượng Ukraine trong chiến dịch phòng thủ Bakhmut. Thành phố nằm trên điểm cao vượt trội so với khu vực xung quanh, mang lại lợi thế hỏa lực lớn, đặc biệt đối với pháo binh. Những yếu tố này khiến Chasovia có tầm quan trọng về chiến thuật và chiến lược với cả hai bên tham chiến. Để mất thành phố có thể là bước lùi nghiêm trọng với Ukraine, đồng thời cho thấy Nga ngày càng tăng cường đà tiến quân trên chiến trường. Theo ông Gagin, quân đội Ukraine đã xây dựng phòng tuyến kiên cố tại Chasovia trong suốt một năm qua, buộc lực lượng Nga tiến quân cẩn trọng để bảo vệ tính mạng binh sĩ. Hỏa lực Nga cũng bao phủ gần như toàn bộ tuyến hậu cần dẫn vào Chasovia, cản trở hoạt động tiếp tế và thay quân của Ukraine. Nhà cố vấn của lãnh đạo cho hay, pháo binh và không quân đang bắt đầu công kích chính xác vào những tuyến đường đó. Chasovia có thể mất vai trò trung tâm hậu cần của quân đội Ukraine tại mặt trận này. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Miền Đông quân đội Ukraine, ông Andriy Zadubiny, phủ nhận thông tin lực lượng Nga đã tiến vào ngoại ô Chasovia. Ông cho biết, tình hình rất khó khăn, giao tranh vẫn tiếp diễn, nhưng đối phương chưa có mặt tại đó. Đừng tin những gì phía Nga công bố. Sau đó, quan chức Ukraine đính chính thông tin nói rằng, tình hình ở Chasovia căng thẳng chứ không phải rất khó khăn. Theo lãnh đạo cơ quan quân sự Chasovia, ông Sergei Chow, đô thị này đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Ông cho hay, thành phố liên tục hứng chịu hỏa lực đối phương, không có phút giây nào yên ổn. Những tháng qua, quân đội Ukraine phải chuyển sang thế phòng thủ do tình cảnh thiếu vũ khí và nhân lực. Còn gói viện trợ quân sự 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ vẫn mắc kẹt ở quốc hội. Trong khi đó, Nga gần đây đã mở nhiều mũi tiến công dọc theo trên tuyến dài 1.000 km, đạt nhiều thành công và kiểm soát thêm một số khu dân cư. Nếu giành được Chasovia, Nga sẽ tăng thêm áp lực lên Kramatorsk, đô thị lớn cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát ở vùng Donbass. Ngày 5 tháng 4, Thống đốc tỉnh Rostov, ông Vasily Golubev cho biết, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công sân bay quân sự Morozov ở tỉnh Rostov của Nga vào đêm ngày 4 tháng 4 rạng sáng ngày 5 tháng 4. Các nhân chứng cho biết họ thấy nhiều máy bay không người lái xuất hiện và đếm được hơn 60 vụ nổ. Một số khu vực đã bị cắt điện. Trong khi đó, ông Golubev xác nhận một cuộc tấn công quy mô lớn đã xảy ra ở sân bay quân sự Morozov. Thống đốc tỉnh Rostov tiết lộ, các đơn vị phòng không Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công. Theo cập nhật ban đầu của ông Golubev, mạng lưới phòng không của Nga đã loại bỏ hơn 40 mục tiêu ở Morozov. Ông Golubev cũng cho biết một trạm biến áp đã bị hư hỏng và nguồn điện đang được khôi phục. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho hay phòng không đã bắn hạ 44 máy bay không người lái. Cho đến thời điểm hiện tại, không có thông tin xác nhận về thiệt hại đối với sân bay này. Morozov là một sân bay quân sự ở tỉnh Rostov của Nga, nằm cách thành phố Morozov 3 km về phía tây nam. Sân bay này là căn cứ của Trung đoàn ném bom cận vệ 559 thuộc Sư đoàn Hàng không Hỗn hợp Cận vệ số 1 của Không quân Nga. Các máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, Su-24M và Su-34 đều đóng quân tại sân bay này. Trong khi đó, Euromaidan Press đưa tin, sân bay quân sự Engel ở tỉnh Saratov có máy bay ném bom chiến lược tầm xa hạng nặng Tu-160 và Tu-95MS mà Nga sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng một máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở đây. Sân bay quân sự ở Jay Krasnodar Krai là nơi đặt trung tâm huấn luyện chiến đấu và huấn luyện nhân viên hàng không hải quân số 859, cũng như Trung đoàn Hàng không Hỗn hợp Huấn luyện số 190 của Hải quân Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 6 máy bay không người lái đã bị bắn rơi ở đây. Cho đến nay, chưa có dữ liệu chính xác về thiệt hại ở sân bay Engel và Jay của Nga. Chính quyền Ukraine hiện cũng chưa bình luận về các cuộc tấn công này. Các cuộc tấn công vào hàng loạt căn cứ không quân Nga nói trên diễn ra trong bối cảnh một số chuyên gia bình luận, Ukraine đang sử dụng máy bay hạng nhẹ được sửa đổi thành máy bay không người lái cảm tử để tấn công sâu bên trong nước Nga. Những ngày qua, máy bay không người lái Ukraine đã tấn công vào khu vực Tatarstan của Nga và nó được cho là một máy bay hạng nhẹ Aeroprak A-22 do Ukraine sản xuất đã được sửa đổi để trở thành máy bay không người lái cảm tử. Đây là một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái sâu nhất của Kiev vào lãnh thổ Nga cho đến nay. Nga xác nhận vụ tấn công nhắm vào một khu công nghiệp và làm nhiều người bị thương. Một nguồn tin tình báo ở Kiev cho biết họ đã tấn công một địa điểm được Nga sử dụng để sản xuất máy bay không người lái tầm xa. Trong đó, hàng nghìn chiếc máy bay không người lái này đã tấn công Ukraine trong suốt cuộc chiến kéo dài 25 tháng qua. Truyền thông Nga đưa tin hai máy bay không người lái đã tấn công vào đặc khu kinh tế Alabuga của Nga, cách thành phố Kharkov phía đông bắc Ukraine, gần biên giới Nga tới hơn 1.200 km. Chưa rõ chiếc máy bay không người lái thứ hai thuộc loại máy bay gì. Trong khi đó, Jane, một công ty tình báo quốc phòng cho biết họ đã tạm thời xác nhận rằng một chiếc máy bay được sử dụng trong vụ tấn công là A-22.
do máy bay siêu nhẹ hai chỗ ngồi do Aeroparc ở Ukraine phát triển và sản xuất. Người sáng lập kiêm nhà thiết kế trưởng của Aeroparc, ông Yuri Ikopliev cho biết, hình dáng của máy bay không người lái tấn công đặc khu kinh tế Alabuga trong giống A-22. Nhưng công ty của ông không sản xuất máy bay không người lái vì họ không có kinh nghiệm sản xuất hệ thống điều khiển hoặc dẫn đường cho máy bay không người lái. Theo ông, có thể ai đó đã điều chỉnh một trong số gần 1.600 chiếc máy bay A-22 do Aeroparc sản xuất, trong đó có 100 chiếc được bán ở Nga trước xung đột, biến nó trở thành một phương tiện không người lái. Theo một nhà phát triển máy bay không người lái tầm xa người Ukraine yêu cầu giấu tên, việc điều chỉnh một chiếc máy bay hạng nhẹ để hoạt động như một máy bay không người lái sẽ không khó từ quan điểm công nghệ. Nhà phát triển máy bay không người lái giấu tên cho biết, không có gì đặc biệt về mặt kỹ thuật trong việc này, đó không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, nhưng tập trung chủ yếu vào các cơ sở khai thác dầu nhằm cố gắng làm giảm doanh thu của Nga để tài trợ cho các hoạt động xung đột của nước này. Ngày 5 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nước này đã tiến hành 39 cuộc tấn công nhằm đáp trả nỗ lực của Ukraine nhằm phá hủy các cơ sở năng lượng và dầu khí của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4, các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 39 cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa chính xác cao, phóng từ trên không và trên bộ, máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở công nghiệp năng lượng của Ukraine cũng như các tổ hợp công nghiệp quân sự, hệ thống phòng không, kho vũ khí, kho nhiên liệu, địa điểm triển khai tạm thời cho các đơn vị Ukraine và lính nước ngoài để đáp trả những nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm gây thiệt hại cho ngành công nghiệp dầu khí và các cơ sở năng lượng ở Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được và tất cả mục tiêu đều bị bắn trúng. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, trong tuần qua, Ukraine đã mất hàng nghìn binh sĩ ở khu vực Donetsk. Bên cạnh đó, các lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi 15 cuộc phản công của quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk, đồng thời giành quyền kiểm soát làng Vodiane ở khu vực Avdiivka, vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đối phương đã mất 6 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 89 phương tiện và 40 khẩu pháo dã chiến tại khu vực Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine cũng mất hơn hàng nghìn binh sĩ ở khu vực Avdiivka, hàng trăm binh sĩ ở hướng Nam Donetsk, 270 binh sĩ ở khu vực Kupiansk và hơn 240 binh sĩ ở khu vực Kherson. Ukraine tuyên bố tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga trong những tháng gần đây, trong đó có những cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu nằm sâu 1.000 km trong lãnh thổ Nga. Theo truyền thông địa phương, sau một thời gian phát triển năng lực tấn công tầm xa, Ukraine bắt đầu tăng cường tập kích máy bay không người lái UAV vào hệ thống nhà máy lọc dầu Nga vài tuần qua, trong đó có hạ tầng của tập đoàn Rosneft và Lukoil. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nhà Trắng đã đề nghị Ukraine ngừng các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Ukraine sẽ tiếp tục những vụ tấn công như vậy nếu Mỹ không cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí hiện đại hơn. Ông Zelensky cho hay Mỹ phản ứng không mấy tích cực với đề nghị này. Ngày 4 tháng 4, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết các cuộc tấn công của Ukraine có thể đã làm gián đoạn hơn 10%, thậm chí hơn 15% công suất lọc dầu của Nga. Trong khi đó, theo tính toán của Reuters, Nga đã mất khoảng 14% công suất lọc dầu do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Theo quan chức NATO, ngày càng ít cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga có thể an toàn trước các cuộc tấn công. Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Sunkinov thông báo các nhà máy lọc dầu của Nga bị hư hại sẽ hoạt động trở lại bình thường vào đầu tháng 6. Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến nối lại các cuộc đàm phán ba bên vốn đã đóng băng kể từ năm 2019 do mâu thuẫn lịch sử giữa Tokyo-Seoul và tình hình đại dịch COVID-19. Theo đó, Hàn Quốc đang đàm phán với Trung Quốc và Nhật Bản để ấn định thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên vào tháng 5. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay, hiện Hàn Quốc là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Đối thoại ba nước Trung-Nhật-Hàn. Vị quan chức này nói, chúng tôi đang thảo luận về ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Seoul, Hàn Quốc và chúng tôi sẽ cho các bạn biết thời gian cụ thể ngay khi có quyết định chính thức. Ngoài ra, vị quan chức này nói thêm, ba nước đã quyết định tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào thời điểm sớm nhất, thuận tiện cho tất cả các bên. Các nguồn thạo tin cho biết, lãnh đạo của ba nước Đông Bắc Á này có thể sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế và các vấn đề khu vực. Bên cạnh đó, Hàn Quốc và Nhật Bản mong muốn thúc đẩy Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Bình Nhưỡng để giải quyết những lo ngại về vấn đề hạt nhân. Trung Nhật Hàn tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên gần nhất vào tháng 12 năm 2019. Sau đó, hoạt động này đã bị đình trệ do đại dịch COVID-19 bùng phát và mối quan hệ căng thẳng giữa Tokyo, Seoul về vấn đề lao động thời chiến những năm 1910-1945. Theo John Hap, ngày 5 tháng 4,
các cuộc thảo luận về việc nối lại các cuộc hội nghị thượng đỉnh hiện đang được quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ dần ấm lên của Nhật Hàn. Hồi tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cùng những người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị và Nhật Bản Yoko Kamikawa đã có cuộc hội đàm trực tiếp ba bên tại thành phố Busan. Tại đây, ba nước đã nhất trí đẩy nhanh nỗ lực sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo vào thời gian sớm nhất. Lãnh đạo Trung Nhật Hàn gặp nhau thường xuyên bên lề các hội nghị quốc tế kể từ năm 1999 và luân phiên giữ vai trò đăng cai các hội nghị thượng đỉnh ba bên từ năm 2008. Ngày 4 tháng 4, tờ New York Post dẫn báo cáo của các chuyên gia cảnh báo khả năng xảy ra đại dịch cúm gia cầm có thể tồi tệ gấp 100 lần so với dịch COVID-19 sau khi xuất hiện trường hợp mắc cúm gia cầm ở người tại bang Texas, Mỹ. Kể từ khi một chủng cúm mới được phát hiện vào năm 2020, dịch cúm gia cầm H5N1 đã lây lan nhanh và ảnh hưởng đến những loài chim hoang dã ở tất cả các bang của Mỹ, cũng như ở các trại chăn nuôi gia cầm thương mại và đàn gia cầm nuôi tại nhà. Tuy nhiên, gần đây đã phát hiện các trường hợp nhiễm virus này ở động vật có vú, cụ thể là trong các đàn gia súc tại 4 bang. Ngày 1 tháng 4, các quan chức y tế Liên bang Mỹ đã ghi nhận một người nuôi bò sữa ở bang Texas nhiễm virus H5N1. Tại một hội thảo mới đây về vấn đề này, chuyên gia nghiên cứu cúm gia cầm ở Pittsburgh, ông Suresh Kuchipudi nhấn mạnh nguy cơ lớn xảy ra đại dịch cúm gia cầm H5N1. Ông Kuchipudi lưu ý rằng virus H5N1 đã được phát hiện ở nhiều loài trên khắp thế giới và đã có biểu hiện có thể lây nhiễm sang nhiều loại vật chủ là động vật có vú, bao gồm cả con người. Theo chuyên gia này, đây là loại virus có nguy cơ gây ra đại dịch lớn nhất và nguy cơ này đang ngày một rõ rệt và trên quy mô toàn cầu. Người tổ chức hội thảo này, đồng thời là người sáng lập công ty dược phẩm BioNiagara có trụ sở tại Canada, ông John Fulton cũng bày tỏ lo ngại rằng đại dịch H5N1 có thể tồi tệ gấp 100 lần so với COVID-19. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 52% số ca nhiễm H5N1 kể từ năm 2003 đã tử vong. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở số người nhiễm COVID-19 hiện chỉ là 0,1%, dù tại thời điểm bùng phát đại dịch, tỷ lệ tử vong là khoảng 20%. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết hiện chưa có biến thể nào của H5N1 dễ lây hơn sang người. Tuyên bố cuối tuần qua của bộ trên đã nêu rõ, dù trường hợp lây nhiễm ở người sau khi tiếp xúc trực tiếp với động vật bị nhiễm bệnh có thể xảy ra, nhưng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng vẫn thấp. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ, bà Mandy Cohen cho biết chính phủ đang theo dõi tình hình này một cách rất nghiêm túc. Bà khẳng định virus H5N1 không gây ra mối đe dọa đáng kể cho người, đồng thời cho biết thêm rằng ca nhiễm ở Texas đã tiếp xúc trực tiếp với gia súc mắc bệnh. Mặc dù vậy, bà Cohen lưu ý rằng trên thực tế, việc virus cúm gia cầm lây nhiễm sang gia súc cho thấy virus đang bắt đầu biến đổi. Cơ quan An toàn Thực phẩm FSA cho biết, nếu virus H5N1 có khả năng lây lan giữa người với người, thì việc lây nhiễm trên quy mô lớn hoàn toàn có thể xảy ra vì chưa có miễn dịch với chủng virus H5 ở người. Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan, Mỹ đã thử nghiệm và bào chế được hai loại vaccine được cho là ứng cử viên phù hợp để phòng ngừa H5N1. Nước Mỹ đã bị chấn động về một vụ trộm 30 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong kho bạc ở Los Angeles, đánh dấu vụ trộm tiền mặt lớn nhất trong lịch sử thành phố này. Cụ thể, truyền thông Mỹ ngày 4 tháng 4 đưa tin vụ trộm táo tợn xảy ra trong lễ Phục sinh 31 tháng 3 tại một kho bạc ở thung lũng San Fernando, Los Angeles. Đó là nơi tiền mặt từ các doanh nghiệp trong khu vực được quản lý và lưu trữ. Vấn đề là cơ quan quản lý không phát hiện ra vụ trộm cho đến khi họ mở kho bạc ngày 1 tháng 4 để làm việc. Một nguồn thực thi pháp luật am hiểu vấn đề xác nhận với CBS News rằng đây có vẻ là một vụ việc rất phức tạp và có thể do một nhóm trộm tinh vi, giàu kinh nghiệm tiến hành, do chúng biết cách đột nhập vào một cơ sở được bảo vệ mà không bị phát hiện. Nguồn tin cho biết thêm, kẻ trộm đã đột nhập qua đường mái nhà của tòa nhà Gardaworth trên phố Rochefort, dễ dàng vào kho tiền mà không kích hoạt hệ thống báo động. Cảnh sát Los Angeles, LAPD cho hay họ vẫn chưa rõ bằng cách nào kẻ trộm có thể qua mặt được hệ thống báo động. Một nguồn tin nói với tờ Los Angeles Times rằng có ít nhất một chuông báo động đã reo trong thời gian xảy ra vụ trộm, nhưng chuông này không được kết nối với cơ quan chức năng. Các cơ quan chức năng Mỹ đang nỗ lực vào cuộc điều tra vụ trộm này. Trong một tuyên bố chung, các cơ quan cho biết LAPD và Cục Điều tra Liên bang FBI đang tiến hành một cuộc điều tra chung về vụ trộm này. Không có thông tin bổ sung nào liên quan đến vụ việc được công bố. Cho đến thời điểm hiện tại, cũng chưa có bất kỳ vụ bắt giữ nào. Đây là một trong những vụ trộm lớn nhất lịch sử ở Los Angeles. Vụ trộm tiền mặt lớn nhất từng được biết đến ở Los Angeles xảy ra vào năm 1997, khi 6 tên trộm đã cuỗm đi 18,9 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ kẻ trộm trong vụ này đã bị bắt. Mới đây, hồi năm 2022, những tên trộm đã lấy đi số trang sức trị giá đến 100 triệu đô la Mỹ từ một chiếc xe tải đậu tại một trạm dừng chân trên cao tốc. Chiếc xe khi đó đang trên đường đến một sự kiện về trang sức và đá quý tại Los Angeles.